là thầy sẽ hướng dẫn cho các em học trực tiếp trên phần mềm Zoom. Thì hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau đó, đang có ba cái phương án để đề phòng trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh diễn ra hiện nay. Thì trong hai cái phương án của sở thì có đề cập đến cái phần học trực tuyến. Thì phương án thứ nhất đó là sẽ học trực tuyến 30% nếu như dịch bệnh mà chúng ta không đến trường, dẫn đến trường nhưng mà chúng ta vẫn sẽ học trực tuyến khoảng 30%, và cái phương án còn lại là chúng ta sẽ học trực tuyến 100% ở nhà. Và đối với cái phương án học trực tuyến tại nhà, đối với phương án học trực tuyến tại nhà thì hiện nay có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ để học trực tuyến, và hầu như tất cả các trường trong tỉnh Cà Mau chúng ta hôm nay, trong tỉnh Cà Mau chúng ta thì thường là sử dụng phần mềm Zoom, mà có một số nhà trường sử dụng dùng cái phần mềm VNEdu để làm điểm, và thông qua đó thì sẽ học trực tuyến trên VNEdu và sẽ học gián tiếp qua cái phần mềm Zoom. Thì cái phần mềm Zoom đây là cái phần mềm rất là hữu ích, rất là quan trọng đối với phần học trực tiếp, tại vì nó rất là đơn giản, dễ sử dụng và nó hoàn toàn miễn phí. Thì trong cái clip hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em chúng ta sẽ tham gia một cái lớp học Zoom khi thầy cô gửi cái đường link mời chúng ta vào cái phòng học này. Những em nào lần đầu tiên đến với kênh của thầy thì hãy đăng ký, bấm like và đăng ký để nhận được những clip hay tiếp theo của thầy nhé. Rồi để bắt đầu thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta sẽ cài đặt phần mềm Zoom trên cái điện thoại thông minh. Trong clip sau thì sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ cài đặt trên laptop và điện thoại máy tính bảng. Thì đối với, như chúng ta đã biết thì hiện nay điện thoại thông minh chúng ta có hai hệ điều hành, đó là Android và iOS. Thì đối với hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ vào CH Play. Đối với hệ điều hành iOS thì chúng ta sẽ vào App Store, và chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ bấm chữ Zoom. ZOOM thì chúng ta thấy ở trên đây có biểu tượng là Zoom Cloud Meeting, thì chúng ta sẽ nhấp vào đó và chúng ta cài đặt. Thì để cài đặt được phần mềm này thì điện thoại thông minh chúng ta phải có internet. Thì có internet bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái phần SIM 4G hoặc là Wi-Fi. Thì những em nào chúng ta không có sử dụng SIM 4G hoặc là Wi-Fi được thì liên hệ Zalo với thầy thì sẽ cung cấp cho ông ta ha. Thì Zalo của thầy là 0379 900 669. Chúng ta không liên hệ qua Zalo hoặc liên trực tiếp với thầy cũng được. Thầy nhắc lại ha, Zalo của thầy là 0379 900 669. Sau khi phần mềm đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ bấm vào mở. Chúng ta sẽ mở. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt phần mềm Zoom rất là đơn giản. Thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta thấy ở đây có ba phần, thứ nhất là tham gia cuộc họp, thứ hai là đăng ký và đăng nhập. Thì đối với chúng ta học thì chúng ta không cần phải đăng ký một cái tài khoản Zoom đâu, chúng ta khi cài đặt xong như thế là chúng ta đã có thể học được rồi. Về các clip sau nữa thầy sẽ hướng dẫn cụ thể chúng ta sẽ đăng ký như thế nào, một tài khoản như thế nào, rồi cách chúng ta sẽ đăng ký vượt qua 40 phút mặc định của Zoom như thế nào. Thì đó, những clip sau thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Rồi sau khi chúng ta cài đặt xong thì khi bắt đầu một buổi dạy, một tiết dạy thì thầy cô sẽ tạo ra một cái phòng Zoom, vào đó thầy cô sẽ gửi cho chúng ta một đường link để chúng ta tham gia vào cái phòng học đó, hoặc là gửi chúng ta một ID và mật khẩu. Thì có thể là chúng ta sẽ gửi qua bằng tin nhắn hoặc là Zalo Messenger chẳng hạn. Ở đây thì thầy sẽ nhận được cái có một cái tin nhắn qua Zalo, và có tin nhắn qua Zalo ha. Đây, thầy đã nhận được một cái đường link mà người tạo ra cái phòng đó đã gửi cho thầy. Thì chúng ta sẽ nhấp trực tiếp vào đây thôi, chúng ta sẽ nhấp vào đây ở link thôi, và chúng ta tham gia vào phòng học. Chúng ta đợi. Mà khi chúng ta kết nối vào á, thì ở đây là Zoom đòi hỏi chúng ta phải phải đặt cái tên của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có thể chúng ta đặt tên, chúng ta chẳng hạn như đây là cái bạn Thái Bảo đang học ha, thì chúng ta sẽ nhập vào Thái Bảo đây. Thái Bảo, và ở đây chúng ta sẽ bấm là đã hiểu.
là Zoom nó hỏi chúng ta là cho phép Zoom chụp ảnh quay phim hay không, quay video hay không, chúng ta bấm vào cho phép, bấm vào cho phép nè. Đó là chúng ta đã đăng nhập thành công. Tiếp theo là chúng ta sẽ tham gia với như vậy. Khi chúng ta đăng nhập vào thành công á, thì chúng ta biểu trên màn hình ta hiển thị này như thế này, thì chúng ta sẽ bấm vào wifi và dữ liệu di động ha, để kết nối. Để chúng ta bấm vào cho phép. Bấm vào cho phép. Rồi sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta, đó là năm cái chúng ta thấy phía dưới cùng á, chúng ta có năm cái icon này, thì chúng ta sẽ thầy sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái để chúng ta nắm ha. Đầu tiên đó là về cái biểu tượng Migo, thì biểu tượng Migo này á, thì chúng ta bấm vào đó thì để chúng ta trao đổi trực tiếp với giáo viên hoặc các bạn trong lớp. Thường á thì thầy cô trong lúc giảng dạy sẽ yêu cầu chúng ta sẽ tắt cái Migo này để làm gì, để tránh những cái tiếng ồn xung quanh chúng ta sẽ ồn vào trong lớp học, làm ảnh hưởng đến tiết học. Khi mà chúng ta muốn trao đổi những gì chúng ta không hiểu á, thì chúng ta sẽ mở mic lên, chúng ta sẽ trực tiếp chúng ta trao đổi với giáo viên, trao đổi với bạn bè, chúng ta thảo luận với bạn bè chẳng hạn. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là biểu tượng cam. Thì cái biểu tượng này khi chúng ta bật lên á, thì sẽ thấy cái hình của chúng ta. Thì trong lúc giảng dạy thì thầy cô yêu cầu chúng ta mở cái camera này lên để làm gì? Để thầy cô dễ kiểm soát chúng ta, việc học của chúng ta, để xem chúng ta có ngồi học hay không. Tiếp theo đó là cái phần phía bên phải ha, đó là các mục khác ha. Cái mục khác ở đây chúng ta thầy muốn giới thiệu chúng ta có hai phần. Thứ nhất đó là về phần trò chuyện. Về cái trò chuyện á, thì ở đây chúng ta để ý chúng ta thấy nè, trò chuyện thì gửi đến là chúng ta đang mặc định đó là gửi đến mọi người. Chẳng hạn như chúng ta sẽ chào mọi người, chúng ta bấm gửi, thì cái tin nhắn của chúng ta gửi này á, thì tất cả những cái thành viên trong cái lớp học chúng ta, tất cả những cái thành viên trong lớp học chúng ta đều nhận được cái tin nhắn này, tất cả những cái thành viên trong lớp học đều nhận được tin nhắn, thầy cô, bạn bè đều nhận được tin nhắn. Chẳng hạn bây giờ mình muốn nhắn với cái thầy không chẳng hạn, thì mình sẽ nhấp vào mọi người, mình sẽ chọn. Chọn cái danh sách ở đây mình muốn nhắn với ai, mình sẽ chọn ở đây chỉ có một người, mình nhắn vào chọn thầy. Bây giờ mình sẽ gửi cái lời chào, em chào thầy chẳng hạn, rồi cái mình gửi, thì tin nhắn này lúc này chỉ có người thầy mình nhận được tin nhắn thôi, còn các bạn bè khác trong lớp thì sẽ không nhận được tin nhắn của chúng ta ha. Giờ chúng ta nắm được ha. Tiếp đó là việc khác, còn cái mục đó là phần giơ tay. Trong lúc mà thầy cô đang giảng dạy á, mà chúng ta thấy có chỗ chúng ta chưa hiểu á, ta chưa nắm được á, thì chúng ta bấm vào nút giơ tay này, thì cái biểu tượng giơ tay này thầy cô đã thể thấy cái biểu tượng giơ tay, chúng ta sẽ dừng lại, sẽ cho chúng ta được phép nói, chúng ta mở mic lên, chúng ta nói, chúng ta hỏi những cái gì chúng ta chưa hiểu. Sau khi chúng ta trao đổi xong á, thì chúng ta sẽ hạ tay xuống. Đó là về cái mục khác. Còn mục tiếp theo đó là người tham gia. Người tham gia thì chúng ta bấm vào mục này thì chúng ta sẽ biết được cái số lượng bao nhiêu người đang tham gia trong cái cuộc họp Zoom này, thì trong đó có biểu tượng Miro và camera của bạn nào, của ai là đang tắt hay đang mở, chúng ta đều nắm được, chúng ta biết được số lượng bao nhiêu người. Rồi này ta tóm lại, tiếp theo cái phần rất quan trọng đó là phần về chia sẻ mà, thì đối với phần chia sẻ này thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ba cách chia sẻ. Thứ nhất đó là chúng ta nói còn chia sẻ ảnh ha. Về đối với cái phần chia sẻ ảnh này á, thì chẳng hạn như thầy cô giao cho chúng ta một cái bài tập về nhà, chúng ta làm, chúng ta thực hiện xong, chúng ta làm cho sổ rồi, sau đó chúng ta sẽ chụp hình cái bài tập của chúng ta lại, rồi sau đó thầy cô yêu cầu chúng ta sau cái bài tập chúng ta lên cho cả lớp cùng được theo dõi, thì chúng ta sẽ thực hiện như này, vào mục chia sẻ và chọn đến mục ảnh ha, ảnh. Rồi lúc này Zoom nó hỏi cho phép chúng ta cho phép cập nhật khi cập ảnh hay không, chúng ta bấm vào cho phép. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm đến đường dẫn nơi mà chúng ta sẽ chứa cái file ảnh đó, chẳng hạn như đây thầy sẽ chọn ngẫu nhiên ha, một cái file ảnh mà thầy nãy vừa chụp. Thì ở đây cái file ảnh là cái file này chúng ta sẵn rồi đó, chúng ta sẽ chia sẻ lên cho cả lớp chúng ta cùng.
theo dõi cho thầy cô, chúng ta cùng theo dõi cái bài tập ta đúng hay sai. Đó là về cái mục chia sẻ, về cái hình ảnh. Chúng ta nhận chia sẻ thì chúng ta sẽ bấm vào dừng chia sẻ. Chia sẻ cuối cùng đó là chúng ta sẽ chia sẻ về cái màn cái bảng trắng, cái bảng trắng cái cuối cùng nè, cuối cùng chia sẻ về bảng trắng. Ta nhấp vào đó. Thì lúc này chúng ta thấy ở đây chúng ta có biểu tượng cái viết nè, ta nhấp vào cái viết chúng ta có thể chọn màu. Chúng ta sẽ chọn màu là màu đỏ. Chẳng hạn như cô sẽ làm cái câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ trực tiếp chúng ta chia sẻ cái màn hình, chúng ta sẽ ghi cái đáp án ra đó để cho thầy cô thầy cô biết cái đáp án mà chúng ta vừa lựa chọn đó có đúng hay sai. Chẳng hạn như đây thầy sẽ ra 5 cái đáp án. Đáp án 1 là thầy sẽ chọn câu A. Đáp án 2 thầy sẽ chọn câu B chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ ghi trực tiếp trên bên màn hình luôn. Thì lúc đó thầy cô và các bạn sẽ nhìn thấy cái đáp án của chúng ta trên trực tiếp trên màn hình. Đây, số 3 mình chọn A. Số 4 mình chọn B. Đây, số 5. Câu số 5 mình chọn A chẳng hạn. Thì đây là những cái đáp án của chúng ta. Mà khi chúng ta thấy đáp án này nó khi chúng ta ghi rồi, chẳng hạn như có cái chúng ta sai, chúng ta thấy sai thì chúng ta sẽ xóa bằng cách chúng ta nhấn vào biểu tượng viết cái nút xóa nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ xóa. Nè, chúng ta xóa chúng ta ghi lại chẳng hạn như là 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái viết, chúng ta sẽ ghi lại 1 2 B 3 C chẳng hạn 4 B và 5 rất là dễ dàng, thao tác rất là dễ dàng. Rồi xong chúng ta làm xong chúng ta xóa. Chẳng hạn như chúng ta làm câu 1. Chẳng hạn như chúng ta làm câu 1 đi. 1 A đi. 2 B 3 C đi chẳng hạn. Mà chúng ta sai, chẳng hạn như có câu đúng. Chẳng hạn như có câu chúng ta sẽ làm đúng đi, đúng chúng ta đánh dấu ở đây đúng, sai chúng ta đánh đây sai, câu này đúng, rất là dễ dàng đúng không, rất là dễ. Rồi khi chúng ta kết thúc chia sẻ thì chúng ta bấm vào biểu tượng đây, kết thúc chia sẻ, dùng chia sẻ. Chia sẻ sẽ, chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng này, chúng ta sẽ dừng chia sẻ ha. Và khi chúng ta muốn chúng ta vừa học xong cái buổi học á, chúng ta muốn thoát khỏi cái phòng học thì chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta để ý phía trên cái biểu tượng cái chữ phía bên góc phải nè, nó có biểu tượng rời khỏi nè, chúng ta bấm vào rời khỏi. Lúc này Zoom nó hỏi chúng ta là có rời khỏi cuộc họp hay không nè, chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng rời khỏi cuộc họp. Thì lúc này cuộc họp chúng ta sẽ kết thúc. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cách cài đặt phần mềm Zoom trên điện thoại và các cái thao tác cơ bản để chúng ta thực hiện một cái phần học trên phần mềm Zoom. Thì qua clip này thì hy vọng tất cả các em sẽ thực hành cái phần học trực tuyến được hết 100%. Chúc các em năm học mới có nhiều thành công mới. Và những em nào lần đầu tiên đến kênh của thầy thì hãy nhấn chuông like và chia sẻ để nhận những cái thông báo mới nhất khi thầy ra clip mới. Xin cảm ơn tất cả các em.